Ok nè, thì tiếp tục mình làm tới cái đang làm cái chức năng dở là gọi là thêm vào giỏ hàng đúng không? Vậy nên sẽ thấy là mình đang thêm vào giỏ hàng như thế này, thì mình đang thêm là thêm theo kiểu là thêm ngay trực tiếp trên này, nhưng mà mình muốn gọi là khi mình muốn xem trực tiếp cái giỏ hàng mình đang có hiện tại, giỏ hàng mình đang có là gì, thì bây giờ là mình sẽ hiện như thế này, hiện một cái nó giống như trang gốc này này, nó sẽ có một cái thanh, một cái phần ở bên phải ha, cái item này đó, nó sẽ có một cái thằng bên phải, thằng này nó lại đẩy luôn cái trang của mình qua một bên ha, nó sẽ có một phần như thế này, thì mình sẽ code phần này nhé. Rồi quay lại cái trang của mình thì cái phần này của mình ấy, nó phải thuộc, để mình xem lại cái component nhé. Đây rồi, trong cái clan này, suit này, trong cái component này, cái product mình chưa có cái nào là của giỏ hàng đúng không anh em, thì bây giờ mình sẽ tạo một cái giỏ hàng ha. Trong này mình sẽ là tạo ấy, tạo trong này đi, sẽ tạo một cái là .js đi. Rồi anh em tạo ok nè, rồi anh em tạo một cái file là cài như mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo một cái component. Rồi cái component này thì mình sẽ trước tiên thì cứ import ra cái file index cái này nha, nó nằm trong cái phần product, thì chỗ này mình sẽ copy như này, Ctrl D ha, mình sẽ sửa lại thành cả thôi là xong. Sau đó là mình sẽ ra cái thằng file app ấy, mình muốn là nó hiển thị ở cái file app luôn ha, chứ không riêng gì là một cái trang detail sản phẩm hay là gì đấy. Anh em đợi xí cho nó compile code nha, compile lần đầu nó lúc nào cũng lâu ấy. Cái này là nãy mình mới thay đổi avatar này, nó lock cái thông tin Cloudinary lên thôi. Ok, sau khi nó cầm bài xong á thì chỗ này mình sẽ tạo thêm một cái model nha, một cái div. Trong này mình sẽ import cái ông gọi là CRT. Mình sẽ import nó vô cái đã. Đây. Đấy, và cái thằng này mình sẽ là class name absolute app này, solution này. Insert là không này. Background là overlay này, Z index là mình sẽ cho 50 này. Rồi trước tiên là mình sẽ như này cái đã nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra xem, đây mình đang có cái cạch như này đúng không, hợp lý đúng không. Bây giờ mình sẽ thêm cái thằng cạch này, mình qua thằng này mình chỗ này mình sẽ dùng cái flag đi, và justify, mình sẽ là justify and đi cho nó đi qua cái phía bên phải của mình nha. Rồi lưu lại, anh em thấy là cái lúc này đó, là mình sẽ trong thằng này nè, mình sẽ là class name này, mình sẽ để một cái width đi, một cái width là khoảng 700 pixel đi, rồi hay là screen đi. Over là flow đi, đọc mình sẽ để là mark hay là screen này, overflow y là auto này, để khi mà nó quá thì mình nó xuống hàng được nè, nó lăn chuột được không. Và tiếp theo là background là black này, text text là white này. Rồi trước mắt như đó hay là xem nó cái chữ của nó mình nó như thế nào ha. Rồi đây sẽ thấy là mình đã có một cái thằng như thế này, mình hơi to, mình sẽ để khoảng 400 thôi đúng không ạ. Rồi bây giờ nó sẽ thuộc về 400 ha, đấy như thế này là hợp lý này, nó bằng cái này chưa, rồi cũng bằng rồi, thì nó bedding vô ha, nó bedding vô một đoạn là khoảng là 8, khoảng là 8, mình sẽ là bedding 8 là 2 RAM nha anh em, là 32 pixel ấy.
không thì mình sẽ vẽ lên 6 thôi. Và cái chữ này mình sẽ để đầu tiên là một cái thẻ header đi. Đó, trong này mình sẽ để là do ồ vì sao ta đấy. Rồi thằng này nó sẽ có padding cho nó ha, class name này nó sẽ có padding là mình sẽ để là 4 này, border bottom nha. Rồi cái chữ này thì mình sẽ phong viết đậm lên ha, mình sẽ là phong bold này, tag cho nó là xl này, 2xl đi. Được rồi, mình sẽ còn một cái dấu x nữa anh em ạ, mình sẽ cần một cái dấu x nữa nha. Đây chữ do cả của mình ở đây, anh sẽ thấy là mình đang bị thụt vô nha, mình nghĩ là do cái thẻ header thôi. Bây giờ mình sẽ sửa lại thành cái thẻ h2 thôi chẳng hạn. À, không phải à. Nó padding cái này mình sẽ padding y ha, tại vì mình cho là padding là nó sẽ 4 chiều luôn, bây giờ với đèn y thì chỉ 2 chiều thôi, là cái dấu cạc mình ở đây đúng không? Thì bây giờ sẽ cần một cái dấu x ở đây. Và cái border này mình sẽ cho màu nó hơi lợt một xí, nó là mình sẽ cho nó là màu xám nhỏ, cái xám lợt ha. Border này gray mình sẽ cho là 300 thôi. Được rồi. Nó vẫn không có xin nha, thì mình sẽ cho là 100 thôi nè, nó có ai hơn. À đúng rồi, mình phải cho nó đậm hơn, tại vì biết sao cái border này anh em, cái hiệu ứng màu á anh em, tại vì mình để cái màu trắng cái màu đen này hai cái màu tương phản nó sẽ rất là nổi, mà để cái đường này nó chìm dần, nó bị mờ dần trên cái nền đen á, thì mình phải đẩy thằng này lên gần đen ha, tức là nó sẽ đâu đó tầm 800 chẳng hạn, tức là mình sẽ đẩy nó lên gần đen, thì lúc này cái hiệu ứng hình ảnh thì nó sẽ mờ dần đó, nó ha, nó sẽ mờ dần. Rồi bây giờ mình không thì anh em sẽ để gọi là LCBA ha, không thì mình sẽ để khoảng 500 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho thằng này là flex này, IC là begin nha, tại vì mình có cái dấu x là nó sẽ hai thằng nó sẽ căng đều ra hai bên. Item là center. Rồi mình kéo thằng này xuống, kéo thằng này xuống thì mình sẽ có là thẻ span đầu tiên, đó là gì, giờ cả đúng không, và cái thẻ thứ hai là một cái dấu x, thì dấu x thì mình sẽ lấy ở cái dấu x thì mình sẽ lấy ở bên này, mình sẽ anh em sẽ gõ cho mình là close hoặc là logout hay gì đó không, mình sẽ gõ là close này, đó nó có dấu x này cho mình, thì mình sẽ lấy một cái dấu x đại bất kỳ ha. Lấy đại cái dấu nào mà nó dễ nhìn đi, thì lấy dấu này đi, kệ nó ha, miễn sao là anh em tự lấy ha. Đó thì mình sẽ import nó ở đây, sẽ là IMD nó thôi. React icon, trong lấy ở cái thằng gọi là AI, ok, và cho thằng này size đi, size lên đi, size lên là 24 ha. Class name cursor pointer này, cursor pointer này, cho nó padding 2 nha, tại vì cái hình nếu mà nó nhỏ mình đê chuột vô thì nó sẽ không ăn nhiều đâu, mình khó để mà rít chuột ha, thì để padding 2 ra thì cái hình này nó sẽ to ra ha, để mình dễ bấm chuột thôi. Rồi mình đang có một cái dấu x như thế này, size 24, sao nó làm gì mà nhỏ xíu nhờ, mình thử bỏ cái class name này xem nào. Xem class name cái nó bị nhỏ ha, vậy thì mình sẽ bọc nó trong cái thẻ span đi, đó là thằng này mình sẽ class name nó là padding 2 và cursor là pointer, tại vì mình muốn gọi là kích vào thì nó sẽ ẩn cái thằng này đi đúng không, này đó mình kích giờ nó sẽ ẩn đi nha. Rồi bây giờ sẽ test cái chức năng kích vô ẩn, thì để kích vô ẩn á, thì
mình sẽ cần một cái hàm để mà truyền vô cho thằng này. Thì mà để hiện thằng này vào thằng thằng này á, nó nằm ở cái file app, nằm ở file app, nên để mà kích điều để gọi là gì, để mà có thể show ẩn được nó ấy, trên cái file app, nhưng mà mình đang đứng ở một cái file bất kỳ ấy, thì mình ưu tiên dùng Redux nha anh em. Đó thì lúc này là mình sẽ dùng tới Redux tiếp nè. Trong cái này nó có app, nó có một thằng tên là app, anh em vào app ha. Cái này nó không cần gọi Redux gì, gọi gọi là bất đồng bộ gì cả, thì nó chỉ là bình thường thôi. Ở chỗ này mình sẽ để gọi là is sao cả. Rồi mình sẽ để là false, và mình sẽ định nghĩa một cái action dưới này, cái action dưới này. Ở này thì mình sẽ định nghĩa là show cả đi đó, thì mình cũng sẽ nhận vô một cái action. Đầu tiên là mình sẽ có cái state, tức là cái giá trị hiện tại của cái reducer. Thứ hai là cái action mà mình dispatch lên, được chưa? Thì tới đây bắt đầu mình sẽ chỉnh sửa gì đó tùy theo ý mình, đúng không? Thì mình sẽ gọi là xác cái thằng iso này, state chứ, chấm iso CRT này này, mình sẽ xác nó là bằng cái action chấm payload chấm signal. Mình sẽ ghi là signal nha, đó kiểu cái tín hiệu ha. Mình sẽ gửi một tín hiệu lên, mình xác cho thằng này. Khi mà thằng này nó true thì nó sẽ hiển thị cái ông kia lên, còn nếu nó false nó sẽ tắt cái thằng đó đi. Xong rồi, bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Mình sẽ ràng buộc nó bằng cái biến is sau CRT này, đúng không? Thì qua cái thằng app này mình cũng sẽ lấy một cái ông gọi là show is show chứ, CRT đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ ràng buộc nó bằng cái biến đó nha, is show CRT. Rồi trong này mình dán, mình sẽ ràng buộc cái thằng giỏ hàng này nè với lại cái biến này. Cái biến này mà false thì cái toán thử vào, mà false thì nó sẽ lấy cái thằng bên này, nó sẽ hiển thị false ha, tức là nó không có render ra giao diện của thằng đó. Còn nếu mà thằng này mà là true thì nó sẽ render ra cái ông này, tại vì cái div này mặc định luôn luôn lúc nào cũng là true, đúng không em? Thì hai cái true với nhau thì nó sẽ lấy bên phải ha. Cái này là vô cái bài JavaScript anh em sẽ hiểu rõ ha. Rồi mình sẽ ràng buộc như này, thì lúc này anh em ra ngoài nó sẽ bị mất đi này, nó bị mất cái giỏ hàng của mình này. Đấy, nó lại bị mất cái giỏ hàng của mình rồi. Thì bây giờ khi nào mình hiển thị giỏ hàng, khi mình hiển thị giỏ hàng, khi mà mình kích vào cái ông đầu tiên là cái header, cái thằng header, top header, nó là cái thằng này. Khi mà mình kích vô cái gọi là mấy cái item này này, đâu rồi, đây, khi mình kích vô thằng này này thì mình sẽ dispatch đi, đúng không? Thì mà để dispatch được thì hôm bữa mình đã chỉ anh em là có một cái higher order component rồi, nó là which gì đó, which component bay này, à quên, mình sẽ import nó chứ. Rồi sau khi anh em bọc nó trong thằng này rồi á, bắt đầu anh em có thể lấy nhận được cái prop nó có tên là dispatch. Đấy, sau đó là mình sẽ chạy xuống dưới này, cái chỗ item này, cái này là profile cái thằng này. Bây giờ khi mình on click thằng này thì mình sẽ dispatch ngay tại đây luôn cũng được ha. Mình sẽ là dispatch một cái action nó gọi là show show cả, tức là mình chưa export cái thằng đó ra bên này thôi, mình không lấy được là do mình chưa export thôi. Đây chưa export ra, thì bây giờ mình export ra, tức là mình đưa ra bên ngoài, tức là thằng bên ngoài nó có thể nhìn thấy được, thì lúc này là mình sẽ lấy được đây, show CRT này, đó có luôn. Gọi hàm này mình sẽ truyền vô một cái tín hiệu, đúng không? Mình sẽ truyền vô một cái gọi là signal, là mình sẽ để là true, tức là kích vào thì sẽ để là true. Còn kích vào lần nữa mình sẽ để là false. Đấy, thì lúc này á là ở cái redox á, ở tín hiệu redox thì mình nên
check hai trường hợp nha anh em, nó sẽ check hai trường hợp nó báo cái lỗi gì kia. Để mình xem tí nha, nó báo cái lỗi gì đây. Nó nói gì đây? Missing dispatch ở khả năng phải. Ở cái thằng dispatch này. À, mình đã định nghĩa một cái dispatch ở đây rồi mà mình còn lấy một cái dispatch nữa. À đây này, anh em mình bỏ cái dispatch này cho mình nha. Đấy, mình đã lấy cái thằng này rồi thì lấy luôn thằng này ha. Rồi cái tín hiệu rồi, ok, lưu lại. Hết lỗi rồi. Cái trong cái thằng này bây giờ mình sẽ bắt đầu check ha. Cái hai trường hợp nếu như mà cái tín hiệu gửi lên là true hoặc false thì mình sẽ gán nghịch nghịch đảo lại ha. Mình sẽ lấy nghịch đảo của thằng này. Không, mình sẽ không phải lấy nghịch đảo, mình sẽ là check ha. Nếu như mà cái state chấm is soca mà bằng false thì mình sẽ xét là true, còn lại thì mình sẽ xét là false. Đấy, như vậy thôi, thì mình không cần cái action ha, không cần cái action, mình chỉ cần gọi thôi là nó sẽ luân phiên nhau, nó sẽ luân phiên nhau. Ok, thử nè, cái chỗ này mình sẽ bỏ cái tín hiệu signal đi, sâu cả thôi. Ok, bây giờ mình ra ngoài mình kích là biết à, đây mình kích vô nó móc này đúng không, còn kích lại cái chữ 4 item này nè là nó sẽ ấy, nhưng mà mình không kích được tại vì cái lớp này nó bị che rồi, nó không kích được đúng không. Thì bây giờ mình sẽ handle khi mà mình kích ở ngoài này, tức là mình kích ở viền ngoài này là nó sẽ móc, nó sẽ móc, hoặc khi nào kích bên trong này nó vẫn còn thôi thì mình sẽ làm sao. Và tiếp theo là khi kích cái dấu x này nó cũng mất hả, kích bên trong nhưng mà kích dấu x thì nó mất, thì làm sao. Cái này cũng làm nhiều rồi, thì chỗ này nè, cái chỗ này nè, cái absolute insert không đây nè, là cái thằng mà cái overlay á, là cái thằng bên này nè, thì mình muốn là mình kích vào nó thì mình sẽ tắt ở đây đúng không, thì bây giờ mình sẽ dispatch luôn hả, mình sẽ là on click nè, mình sẽ bắt cái sự kiện on click khi mà mình click đó. Mình muốn gọi là dispatch một cái model nó gọi là soca, rồi mình chỉ cần gọi thôi là nó sẽ tự tự đi bụi ha, đó vậy thôi. Đó, nhưng mình kích kích một cái thôi nó sẽ mất, nhưng mà nhưng mà mình kích kiểu này á, đây thì mình kích trong nó cũng mất nè, thì lúc này là bây giờ mình sẽ dùng tới trong nội bộ. Đó, chỗ này mình cũng sẽ bắt cái sự kiện là onClick, khi mà mình click vào thằng trong á thì mình sẽ có cái hàm gọi là chống nổi bọt, mình sẽ không cho nó nó bọt ra ngoài, tức là nó không có chạy lên thằng cha của nó để nó kích hoạt cái, nó kích hoạt cái onClick của thằng cha ha. Tại vì nổi bọt là khi mình click vào thằng con á thì cái thằng cha mà nó cũng có onClick thì nó sẽ cũng chạy theo. Đấy, nên lúc này mình chống nổi bọt, tức là khi mình click vào thằng con á thì chỉ mỗi thằng con nó nhận cái sự kiện onClick thôi, nó không có nảy lên thằng cha on click của thằng cha nó không chạy. Đấy, nên đâm ra là nó sẽ không mất. Đây, thì khi mình kích lại này, kích đây là mất đúng không, kích vô thì nó vẫn còn này, thì bên trong này muốn kích mất thì mình sẽ kích vào dấu x này, thì lúc này mình mới bắt vô cái dấu gọi là close được chưa. Thì trong này mình sẽ bắt cái sự kiện gọi là on click, đó on click mà là dispatch được á, thì trong này mình sẽ bọc nó trong cái thằng with base component được chưa. Trong này mình sẽ là memo, rồi cái thằng đấy ông này mình sẽ nhận được một cái gọi là dispatch, rồi vô đây mình sẽ dispatch cái gọi là show model show cả. Làm thì anh em thì nó dài, nhưng mà để mình làm cái này để gọi là xài ở đâu cũng được nha anh em, chứ không thì nếu mà mình dùng nhiều chỗ thì anh em viết kiểu này nó sẽ rất là nhanh, còn nếu mà chỉ dùng một chỗ thì mình có nhiều cách để viết nhanh hơn ha.
Rồi sau khi cái này xong á thì mình sẽ đặt chết này, chết đây không mất đúng không, kích đây là mất này, được chưa? Rồi bây giờ cái hình này mình sẽ phải show cái sản phẩm ra. Trước tiên á là mình muốn gọi là mình chỉ lăn chuột cái đoạn này thôi, cái đoạn sản phẩm này, còn hai cái nút này là mình sẽ không lăn mất tiêu, mình sẽ để đây. Thì lúc này mình phải chia cái giao diện của thằng này ra làm 3 phần. Cái phần giữa là cái phần mình xứng đáng được được overflow auto, thì cái thằng này mình sẽ không cần. Thằng này mình sẽ xét thẳng luôn là hát là screen luôn, được chưa? Được lại. Thằng này đúng ra nếu anh em để chắc chắn nữa, anh em sẽ để giùm mình là gì, overflow là hidden nha, thằng cha này overflow hidden. Rồi trong này mình bắt đầu mình sẽ chia ra những thành phần nào anh em nhìn để ý này, cái chỗ này mình sẽ chia ra. Thì bây giờ mình đã có hai rồi, có thằng này rồi, bây giờ còn hai thằng này nữa. Thì thằng này mình sẽ chia ra là một thằng ba và thằng bảy đi, không, một thằng ba và thằng bảy đi. Thì cái header trừ header này ra đúng không, thì cái header này không, mình sẽ ước lượng nha, chứ không có, còn anh em muốn gọi là muốn chia đều á thì bây giờ mình sẽ chia đều luôn, đúng luôn. Thì thằng này theo mình dự đoán là lấy 3 phần, thằng này một phần là 4 phần đó, thằng này sẽ là 3 này, 3 này, 6 này, 7 đó, 3 7 thì 3 với 6 với 1 đi. Ok thì thằng cha này á mình sẽ để là grid luôn ha, mình sẽ chia grid luôn. Rồi cái này là mình đang chia theo theo hàng đúng không, thì mình sẽ là gì, grid round này mình sẽ chia tới 10 round ha, 10 round. Thì trong này nó chỉ định nghĩa có 6 round thôi, bây giờ mình bắt buộc mình phải định nghĩa tới 10 round, mình định nghĩa một thằng gọi là 10 round ha. Thì để định nghĩa cái grid round thì anh em không nhớ cái đó thì anh em lên cái thằng Tailwind, anh em gõ cái grid round template, hoặc gõ chỉ cần gõ grid round thôi, grid này round là ru round gì đó template round này đó, anh em kéo xuống dưới nó sẽ chỉ cho anh em cách config ha. Đây anh em sẽ nó sẽ chỉ anh em cách config như thế này, ok nha. Đó anh em copy nguyên cái đoạn này trên C, anh em nhớ là viết viết vào trong cái thằng extend đó nha. Kéo lên kéo lên cái chỗ extend này này, đấy chỗ này anh em viết chỗ nào cũng được, viết chỗ này đi, mình sẽ phải là được ha. Đây là nó gọi là kết hợp, cái thằng này là kết hợp nha, còn cái thằng trên này là mình chỉ làm cái thằng ở trên này cho nó dễ ha. Chỗ này nó làm 10 thì mình sẽ làm 8 thôi, 8 này đó là 10 này, 10 nên nó sẽ chia min là 0 này, 10 là một một frame, từ 0 đến 1 frame thành 10 phần. Được rồi. Rồi trong này mình sẽ có grid gram 10 này, thằng này mình sẽ để là bỏ cái padding y đi, bỏ cái padding y đi nha, mình justify center rồi. Thì chỗ này mình sẽ để gọi là gì, column span, quên column chứ, mình sẽ để là row span 1, được chưa? Sau đó mình sẽ để là hay full đấy, copy cái đoạn này xuống những thằng còn lại ha. Bây giờ mình sẽ cần một cái gọi là section đi, mình sẽ để một cái section cho nó vui, class name bỏ vào đây. Span lúc này mình sẽ để là gì, span là 6 đúng không, nó sẽ chiếm 6 phần, mình sẽ để là content sản phẩm product. Tiếp tục một cái thằng ở dưới mình sẽ để một cái div nhỏ ở dưới ha, và thằng này mình sẽ để là gì, checkout. Ok class name, bắt thằng này vô, thằng này thì nó sẽ lấy là 10 phần mà mình đã lấy 7 phần rồi, thằng này còn lại là 3 phần. Lưu lại. Rồi mình hy vọng là nó theo đúng ý mình ha. Thì lúc này nó sẽ chia bố cục thành 3 phần luôn. Đây, nó chia bố cục làm 3 phần ha. Phần 1, phần 2, phần 3, được chưa? Thì phần này mình sẽ full này, gọi là mắt H này, full này,
half full này, rồi thằng này mình mới để overflow y là gì, auto nha, lưu lại, nhầm, b lên trên nha, cái này là cái trên rồi, rồi lưu lại. Bây giờ mình sẽ render cái giỏ hàng ra, thì để lấy cái giỏ hàng á thì mình sẽ lấy trong cái thằng user, kèm cái thằng current thôi. Anh em dùng cái thằng sẽ đã to để anh em lấy constructor. Mình sẽ có là current bằng user selector. Mình sẽ lấy trong cái state state chấm chấm user. Rồi, để chắc ăn thì mình sẽ lock cái thằng current ra nhé. Mình sẽ lock cái thằng này ra và để nó là nó có giỏ hàng hay chưa. Rồi mình sẽ expect lên ha. Ok, bây giờ mình sẽ expect cái thằng giỏ hàng ra. Đây mình sẽ có cái CRT ở đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ check hai trường hợp nha. Đầu tiên á, nếu như mà không có current này chấm CRT này thì mình sẽ hiển thị một cái span thôi là gì, do cái gì empty ha. Đó, thì cái này cho một cái CSS nhỏ thôi, class name text SM đi, TXS đi, italic đi. Rồi còn nếu mà có giỏ hàng thì bắt đầu mình sẽ ha. Và thằng này anh em mình nhớ cho mình là cho nó padding y là 3 đi, cho nó cắt xuống một tí ha. Rồi trong này trường hợp thứ hai là nếu như mà có current chấm CRT đó, thì lúc này là mình sẽ dùng cái thẻ div. Thì mình sẽ bắt đầu map qua luôn nha. Thì mình sẽ dùng cái current chấm CRT này, chấm map này. Đó, mỗi cái element thì mình sẽ làm gì? Thì mình sẽ return ra cái một cái thẻ div đi. Cái này đúng ra là mình làm một cái comoding nè, tại vì mình sẽ dùng cái thằng này ở cái phần thanh toán nữa. Thì trước tiên là mình sẽ viết ở đây, sau đó là qua phần thanh toán thì mình sẽ tách ra nha. Ở chỗ này mình sẽ là constructor này. Ấy. Chỗ này trước tiên là mình sẽ để gọi là element.title đi. Hy vọng là nó đúng ha. Chỗ này là cái key, key thì mình sẽ để cái element chấm, để mình check lại cái thằng này nó có cái gì. Chấm product. Rồi mình sẽ có quantity với lại mình chỉ có nhiêu đây thôi. Mình sẽ có ID của thằng product này. Thì đúng ra mình sẽ lấy cái dữ liệu của sản phẩm đó nữa nha anh em. Để mình có thể lấy được tên của nó ha. Thì trước tiên thì mình sẽ là element ID này. Mình sẽ lock cái thằng product ra, coi thử là nó có lock ra đủ 4 cái thằng hay không ra. Đúng rồi. Rồi, anh em thấy là mình sẽ có 4 cái sản phẩm ở đây nha. Rồi, phần tiếp theo á là để xem nào. Ok, thì vẫn còn thời gian thì mình sẽ bắt đầu qua bên cái thằng product của thằng server ấy, mình sẽ cần chuẩn B này. Cái thằng product vô cái thằng product controller nha. Ấy không phải thằng product ha, mình sẽ vô cái thằng user cái file user controller này, cái chỗ mà get current đây này nè. Đó, chạy lên cái file này nha, anh sẽ thấy là cái file này mình sẽ lấy này, mình sẽ file by id này. Nhưng mà lúc này á mình nên bubblelet qua cái giỏ hàng ha. Để mình xem thử là
cái model nó như thế nào á. User này, cái chỗ cả này, cái product, cái product, cái whitelist, whitelist tức là nó hơn một bậc của thằng whitelist ha. Để xem nào, bullet. Ok, mình sẽ vô đây mình check lại cái populate. Lâu quá mà không xài, quên mất tiêu rồi. Anh em đợi xí nha. Cái này tắt đi nè. Ok nè, thì mình có quay lại tìm lại cái file product lúc trước mình có viết á. Thì cái populate này á, là cái thằng product nó có một cái giống như cái thằng CRT của mình, cái thằng giỏ hàng của mình nha. Là anh em để ý nè, cái thằng user đây đúng không, là mình đang có cái giỏ hàng là một cái mảng ha. Trong cái mảng này á, thì mình sẽ làm mảng của những object này đó. Trong object này mình mới có một cái key là product, và cái key này nó mới có gọi là reference tới cái bảng product ha. Thì nó sẽ đi hai cấp. Thì tương tự như cái thằng product, nó cái thằng rating này nó cũng là một cái mảng của những object đúng không. Ở trong này nó sẽ có một cái key là boosted by, và cái key này nó sẽ reference tới thằng user đấy. Thì cái lúc mà mình lấy của cái thằng product á, thì anh em sẽ thấy là mình sẽ lấy cái pass này. Pass là rating này, là cái này là cái key của trong cái bảng hiện tại của mình. Nếu mà dùng cho CRT thì cái này sẽ là CRT nha. Và mình sẽ populate tới cái pass thứ hai, là cái key thứ hai, cấp thứ hai ha. Và mình sẽ chọn những cái trường mà mình muốn lấy. Rồi thì tương tự thì mình sẽ làm cho cái thằng user controller. Ông này ông ở cái gọi là get current sao á. Để mình xem lại cái thằng gọi là get current nha. Đây ở get current này, thì cái chỗ này mình sẽ lấy 3 ID. Thì nó truyền ID vô rồi. Thì trong này mình sẽ còn một cái option, một cái option. Không thì chỗ này mình sẽ là gì, chấm populate. Rồi mình sẽ populate đầu tiên là cái path thì mình sẽ lấy ở trong cái thằng user này, cái key là CRT đúng không. CRT thứ hai là mình sẽ là populate cấp thứ hai đúng chưa, populate cấp thứ hai. Và cái populate này mình cũng sẽ truyền hai thứ gọi là path. Thì cái path này sẽ là cái gì anh em, cái path này sẽ là cái product. Mình sẽ bỏ trong cái dấu nháy nha, product. Rồi và cái select ha, mình sẽ chọn được những cái trường của thằng product mình muốn lấy. Đầu tiên mình sẽ lấy cái title này, mình sẽ lấy cái thumb này, là cái hình ảnh đúng không. Để mình quay lại cái trang gốc, mình sẽ cần những cái thường gì để mình hình cái title này, cái thumb này và cái giá thôi đúng không. Mình chỉ cần cái giá thôi. Select này thì mình sẽ là title này, thumb này. Để xem nào, bên này là là một nhóm cách đúng không. Title này, thumb này, price. Nếu được nữa thì mình nên lấy cái discount thôi, tại vì cái thằng product này nó sẽ có một cái thằng discount. Để xem nào, brand slot price. Không có discount à. Ok, giờ không mình nhớ là phải có discount chứ ta. Select description brand from show image rating. Rồi không có thì thôi. Không có thì mình sẽ price thôi, mình lấy ba này thôi nha. Được rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái thằng này, mình sẽ lock lại cái thằng current nha. Sẽ lock lại cái thằng current. Nhưng mà lúc này nó sẽ chưa có đâu. Bây giờ mình sẽ phải xóa nó đi. Mình phải relock lại cái trang này nha. Relock lại để nó gọi là cái thằng current. Mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ check nó sẽ có một cái API nó gọi current thôi. Đằng nào nó cũng phải có thôi. Đây là cái thằng này.
và mình sẽ check xem trong này là có chưa. Đó, anh em sẽ thấy là cái product của mình á, mình lấy ra đúng không? Xong rồi cái product này mình sẽ lấy được cái giá này, cái hình ảnh và cái title của nó này. Ok luôn. Bây giờ mình sẽ kích vào đây. Đó, mình sẽ có cái thằng này, nhưng mà nó bảo là React Chill, tức là Wiki, tức là mình đang set key là cái product là của cái object ấy. Thì anh em nên để cái này, anh em nên để cái key là, đây là mình chấm ID này. À, cái này này mình sẽ để là element chấm product chấm sẽ chấm vô title nha. Ok, lưu lại, xóa cái comment đi thôi. Ok, nó hiển thị này này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu dùng cái thông tin trong này để mình render ra giống như bên này ha. Thì để phân tích á, thì hôm nay mình sẽ để là hình ở đây, tên ở đây. À, tên ở đây, còn cái này là màu sắc và thuộc tính của nó. Đây là giá mình sẽ để ở đây. Rồi. Cái hình này để mình check là đâu đó khoảng 64 pixel ha. Bây giờ sẽ chia layout này. Thằng này là thẻ deep đúng không? Mình sẽ là flex này. Thằng này flex, thằng này gap. Gap là 2 đi. Gap là 2 đi. Rồi xuống dưới này mình sẽ có một cái tấm ảnh. Một cái tấm ảnh là img. Thằng này mình sẽ bỏ cái thơm vào, cái thơm là sẽ element chấm product chấm thơm. Rồi cái thằng alt này mình sẽ để là thơm. Ok, mình sẽ thay class name là 64 đúng không, 64 là khoảng 16, width là 16 hay là 16, object cover. Ok, trước tiên mình sẽ lưu lại xem cái hình ảnh mình đã có chưa nha. Rồi, mình đang có 4 bức ảnh như thế này. Rồi, có 4 ảnh như thế này. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu để một cái hay riêng cho nó. Và đúng ra là mình sẽ cho một cái gap. Cái gap, cái gap là cái gap cho thằng này nè. Mình sẽ gap là 3 đi. Được rồi. Đúng ra là bao này sẽ cắt ra chứ nhỉ. Overflow. À, mình chưa xét cái flex. Không thì mình sẽ flex đi. Flex column đi cho nhanh ha. Đó, gáp là 3 luôn ạ. Rồi, nó đây, khi mà nó quá cái hay thì nó sẽ hiển thị như này cho mình, được chưa? Tiếp tục là trong này mình sẽ để cái tên. Cái tên và cái thuộc tính và cái giá thì mình sẽ cần một cái thẻ div. Trong này mình sẽ một cái thẻ span, mình để tên thôi. Tên thì là gì? element.product.title. Xuống dưới span sẽ cần gọi là để color nha. Thì mình sẽ check nè, anh em sẽ thấy là cái thằng này nó sẽ có color, là lấy thằng này nha, color quantity mình sẽ lấy ở ngoài, nó sẽ là element.color ha, element.color. Hôm sau mình sẽ sửa lại cho nó đúng cái hình ảnh của SKU nha nè. Đúng ra là mình sẽ lấy cái mã SKU, sau đó là mình sẽ tìm đúng như cái thằng SKU ấy. Tại vì nếu mà mình để color là màu đỏ nhưng cái hình màu xanh thì nó hơi kỳ, đúng không? Cũng như cái tên này, cái tên này là cái tên original này, chưa phải là cái tên của biến thể. Nhưng mà cái thằng này lúc mà mình chọn, mình lưu ở biến thể đi, thì lúc mình hiển thị mình phải hiển thị cái biến thể.
Đó, cái này là hôm nay mình sẽ render ra để mình nhìn giao diện thôi. Rồi hôm sau là sẽ bắt đầu fix lại cái lỗi để cho nó đúng với lại cái biến thể mình lưu vào luôn nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ lưu color này cũng như là lưu giá ha. Và anh em để ý là trong này nó có một cái thêm một cái gọi là gì? Quantity á, thì trước tiên mình sẽ chưa làm cái đó. Element đây. Chấm product này. Chấm price. Rồi, ba thằng này thì mình sẽ cho nó là class name, flag, flag column thôi. Gap mình cũng sẽ cho gap là một. Thằng này thì mình sẽ cho nó đậm một tí. Class name phong bold thôi. Và hai thằng này thì nhỏ lại một tí, còn thằng này mình sẽ cho to hơn tí, text là large chẳng hạn. Là ok, bây giờ mình đang có cái thông tin như này. Cái này mình sẽ cho nó nhỏ lại ha. Class name thằng này mình sẽ cho nó là tag là SS. Thằng này mình sẽ cho tag là bay thôi. Ok, được rồi. Đó, nó sẽ có màu và có giá tiền ha, mà để convert cái giá tiền như này. Để phong bold thì nó hơi kỳ. Để statement luôn đi. Rồi, mình sẽ có như này. Và cái giá thì mình nhớ là trong cái thằng helper nó có một cái hàm thì phải. Trong cái tiêu này nó có một cái hàm để mà convert ra giá thì phải. Đây. Format. Ví dụ Format. báo cáo. Xin tí. Biết mấy.